Sáng 12 tháng 6 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, sau một đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 6 nghi phạm trong vụ tấn công trụ sở công an xã ở tỉnh Đắk Lắk, nâng tổng số nghi phạm bị bắt giữ lên 22 người. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang triển khai lực lượng để truy bắt triệt để nhóm tội phạm này. Trước đó, Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, sáng sớm 11 tháng 6, một nhóm người chưa rõ lai lịch dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu tại huyện Chư Quyên thuộc tỉnh Đắk Lắk, làm một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong, bị thương. Nhận báo cáo, Bộ Công an đã chỉ đạo công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức vây bắt nhóm nghi phạm. Đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt được 16 nghi phạm, giải cứu được hai công dân bị nhóm này bắt làm con tin. Chiều 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho 4 cán bộ công an hy sinh trong vụ việc. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Đại úy Hoàng Trung, 42 tuổi, quê quán ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là cán bộ Công an xã Ea Cờ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc, lên thiếu tá. Truy thăng cấp bậc hàm của Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân, 29 tuổi, quê quán ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là cán bộ Công an xã Ea Cờ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc, lên Đại úy truy thăng cấp bậc hàm của đại úy Trần Quốc Thắng, 34 tuổi, quê quán ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắc, lên thiếu tá. Truy thăng cấp bậc hàm của thượng úy Hà Tuấn Anh, 32 tuổi, quê quán ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắc, lên đại úy. Đồng thời, ngay trong chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 4 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Chư Quyên hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ 50 triệu đồng một cán bộ đối với hai cán bộ Công an huyện Chư Quyên bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bớp, 30 tuổi, Phó trưởng Công an xã Ea Cửa Tu và Đại úy Lê Kiên Cường, 35 tuổi, là cán bộ Công an xã ea tu những thông tin mới nhất liên quan vụ việc sẽ được báo thanh niên liên tục cập nhật tại thanh vn